căn cứ điều lệ đảng xét đề nghị của ủy ban kiểm tra thành ủy về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đảng viên ban thường vụ thành ủy quyết định điều 1. đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đồng chí nguyễn văn thanh ủy viên ban chấp hành đảng bộ tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội bí thư đảng ủy giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 hà nội điều 2. đảng ủy tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội đảng ủy công tư công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Thanh thi hành quyết định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ngày 14 tháng 5 năm 2021.